Hello, teachers. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm okay. Okay, let's look at your homework. Yeah. Have you finished your homework? Yes. Okay. Number one. Đọc ý mấy thôi nhỉ cô nhỉ? Hay là mình đọc cả câu? Yeah, you make a sentence. Yeah. American actor D is. Mình sẽ nói là gì? A Mexican actor is a person from gì đó, đúng không? Is a person from a country near the United States who work on a stage. Yes, yeah, stage. Do you know stage? Bức tượng nghĩa là gì nhỉ? No. Stage là có nghĩa là sân khấu. Yeah. Nghĩa là gì nhỉ? Can you translate? Diễn viên là của người là, của người Mexican là người gì nhỉ? Mexican. Người Mexico đúng không? Diễn viên người Mexico là một người đến từ vùng ở gần nước Anh. United States là gì? Là America. Là Vương quốc Anh ạ. Đó, Vương quốc Anh là United Kingdom. À, United States ở gần nước Mỹ. Uh-huh. Ai làm ở người mà đúng không? Người mà làm ở sân khấu ạ. Yes, làm việc diễn đúng không? Yeah. Country ở đây nhá, mình sẽ dịch là quốc gia luôn. Yeah. Một đất nước ở gần nước Mỹ. Okay, number two. An American cowboy. Is a man from the United States who work with animals. Yeah, work with animals. Number three. An Italian spy is a person from nước này là nước gì nhỉ cô nhỉ? Europe, right? Europe là châu Âu. Yeah. Europe who watches what some people do then tells other people. Okay, can you translate for me this sentence? Yeah. Spy là gì nhỉ? Là ai làm gì? Spy là hình như là gián điệp. Đúng rồi, gián điệp. Nào? Một người ở nước. Một gián điệp người gì? Người nước người Ý đúng không? Italian. Một gián điệp người Ý. Gián điệp ở nước Ý là một người đến từ châu Âu. Ai đã xem người mà who ở trong trường hợp này nhá. Người đã là người mà. Người mà xem những người khác làm. Sau đó nói với những người khác. Tức là watch ở đây mình có thể dịch là theo dõi những gì mà người này làm này, sau đó nói cho người khác, tức là cái công việc của gián điệp phải đi theo dõi. Yeah. Đúng không? Number 4. An Indian soldier. Is a person from a country in Asia who fight. Asia có nghĩa gì? Châu Á. Europe, châu Âu. Asia, châu Á. Fight Spanish. À đâu? Japanese Mexican is
a singer or guitar player who is from an island country in Asia. Asia. Mm-hmm. Or seek an Egyptian king is Egyptian, not Egyptian. Yeah, can I read you again? An Egyptian king is a rich person who is from a country in North Africa. Seven, a British waiter is a restaurant worker who is from an island country in Europe. Từ nhà hàng mình đọc là gì nhỉ? Đó. Từ nhà hàng ấy mình đọc là gì nhỉ? Nhà hàng là store đúng không cô? Chính là từ ở đầu câu đấy. Gì worker nhỉ? A restaurant. Restaurant. Wow. Again. Restaurant. Restaurant. Dạ. Restaurant. Nhiều restaurant. 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 Restaurant đúng không? Thì mình cứ đọc nhanh restaurant. Yeah. Restaurant. A Brazilian sailor is a person who lives on a ship and comes from a country in South America. Yeah. Sailor là nghề gì nhỉ? Là ai nhỉ? Là thủy thủ đúng không cô? Yes. Alright. Like a Chinese actor is a person from a country near Spain who is good at science. No, good at science phải là ở đâu nhỉ? Phải là ai? Ai good at science nhỉ? Là scientist. Yeah. Okay. Is a person from a big country in Asia who works on a stage. Yeah, actor tức là who works on a stage. Yeah. And the last one. A Korean scientist is a person from a country near Japan who is good at science. Okay, very good. Pay attention to the pronunciation. Chú ý cho cô một số cái từ phát âm nhé. Ví dụ như Korean. Korean. Không phải là Korean. Yeah. Okay. Today we will learn about the career too. Chúng ta cũng sẽ học về một số cái nghề nghiệp giống như vừa rồi mình có xuất hiện trong cái bài cũ, bài tập về nhà ấy. Nghề nghiệp. Now you will listen. Track B51, page 98, activity 6. Listen and say. A. Cowboy. Can you repeat? Cowboy. Mm-hmm. Cowboy. Cowboy. B. King. King. Again. King. Okay, repeat twice. C. Queen. Queen. Mm-hmm. D. Scientist. Scientist. Okay. E. Spy.
Spy. M. Spy. Spy. Soldier. Soldier. Mm-hmm. Very good. G. Sailor. 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 Yeah, sail. Sailor. H. Waiter. Waiter. I. Actor. Actor. J. Musician. Musician. Okay. Okay, that's all. And now you will look at the pictures. Yeah. Is there any new words here? No. Các từ này khi mà băng ấy, mình có hình dung được nghĩa của từ không? Có ạ. Yes. Quite easy, right? Yeah. How about this? No. So dear. Okay, music. Hey. Now you listen the song and write. Before we listen, let's look at the paragraph. Nhìn một đoạn này cho cô. Is there any new words? Còn một chút nào. No. No new words? Yeah. Cho em hỏi cái từ chào đấy cô. Chờ R-U-S. Chorus. Là điệp khúc. Ở đây là chúng ta sẽ nhìn vào vị trí mà mình cần nghe nhé. Ở câu đầu tiên này, mình sẽ phải tìm một giới từ, sẽ phải nghe một cái giới từ xem là gì nhỉ? On hay in hay at Friday. Okay? Ngày này. Okay? Ở đoạn dưới thì mình sẽ phải nghe tên của cái danh từ chỉ nghề nghiệp. Okay? Track B52, page 98, activity 7. Listen to the song and write. Yeah, on Friday. Was a cowboy. On Thursday, a Spanish. On the bar. On the. On Thursday. Yeah. In June, I was a waiter. In June. Yes, in June. Very good. And a sailor in the spring. In the spring. Yes, very good. I'm an actor. Yes. I'm an actor. Yeah. An actor. Acting's the life for me. I'm an actor. Well, I'm an actor. Yes, an actor. Acting's the life for me. Last year, I was a scientist. Last year, I was excited. And a soldier, that was great. And a soldier. I was a famous British spy. I was a famous... Famous? British spy. In 2008, I'm an actor. I'm an actor. Yes, an actor. Acting's the life for me. I'm an actor. Yes, an actor. Acting's the life
for me. I get up at 5 in the morning. My days are very long, but a life in movies is exciting. That's why I'm singing this song. I'm an actor, yes, an actor. Acting's the life for me. I'm an actor, yes, an actor. Acting's the life for me. Okay, now you, can you write? Can you tell me in a little bit now? On. On. Okay, next. Yeah. On. On. In. In, yeah. In the In the spring. Yeah. Can you read the full sentence? Đọc lại cả bài không? Mm-hmm. On Friday, I was a cowboy. Mm-hmm. On Thursday, a Spanish king. Spanish king. In June, I was a waiter. Mm-hmm. And a sailor. In the spring, yeah, I'm an actor. Yes, an actor. Acting's the life for me. I'm an actor. Yes, an actor. Acting's the life for me. Yeah. Last year I was Ở đây không phải là vừa nãy mình nghe là gì? Excited là sai đúng không? Ở đây phải là gì? I was a scientist. A scientist. Yeah. Okay. I was a scientist. Mm-hmm. And Thì bị quên đúng không? Hay lại mình lại lấy kiến thức đấy. Track B52. I was a famous British scientist and a soldier. And a soldier. Mm-hmm. Yeah. That was great. I was a famous British spy. Spy, yeah. In 2008. Yeah. I get up at 5 in the morning. Yeah, my days are very long, but a life in movies is exciting. That's why I'm singing in this song. Yes. Quý cho cô một cái số giới từ chỉ được giới từ đó. Vì cái ngữ pháp của bài hôm nay mình học về cái giới từ in on us. Yeah. Giới từ trong tiếng Anh đọc là gì nhỉ cô nhỉ? Preposition. Now, can you activity 3, can you read the request? Look at activity 2 and sign use in, on, or at. Thế mình sẽ phải dựa vào các gợi ý ở đây và tạo thành câu. Yeah. For example number 1. Waiter. In June. Thì chúng ta có câu ví dụ là gì nhỉ? Câu mẫu là he was a waiter in June. Yes. Number 2. He was a sailor in the spring. Yes. 3. He was a famous spy in In 2008. Yes. 4. He was a king in Thursday. On Thursday. Yeah, on. Yeah. 5. He got up at 5 o'clock. Yeah, got up. Ở trước giờ thì mình sẽ sử dụng giới từ. Yeah. At. Yes. And the last one. He was a cowboy.
in on first day. Friday. Friday. Yes, Friday là thứ mấy nhỉ? Là thứ sáu. Okay. Now can you tell me the formula? Công thức nào? Công thức là chủ ngữ cộng với động từ to be. Các giới từ. So structure. Các giới từ nhá, on cộng với cái gì nhỉ? On cộng với danh từ và cộng với ngày tháng à? Tức là mình đang phân biệt là trong trường hợp nào thì mình sẽ đi với giới từ gì ấy. Thì trong trường hợp là thứ, ví dụ như là thứ hai, thứ ba đúng không? Yeah. Tư, thứ năm thì đó, thì sẽ đi với on. Vâng. Tiếp theo là in. Sẽ đi in, với in sau. Mình sẽ đi với tháng, ngày tháng. Tháng, chính xác. Yeah. Tháng rồi nhá, chứ còn ngày, ngày thì lại là on rồi nhá. Yeah. Tháng hoặc là gì? Năm. Yeah. In 2008, right? Wow. Hoặc là gì nữa nhỉ? In the spring. À, và mùa nữa. Mùa nữa. Thế. Ất thì mình đi với theo giờ. Giờ. Ok. Sẽ lại xem mà còn gì nữa. Cô ghi cho em cái từ tiếng Anh, từ giới từ ấy cô. Preposition đúng không cô? Preposition. Yeah, preposition. Preposition. Okay. Right now you will look at the picture and tell me the jobs. Công việc. Number one. Number one. Mình sẽ nhìn lại cái bài activity one, bài một nhá. Công việc nào. Spy đúng không cô? Yeah, I think cái ống nhòm thường spy sử dụng. Two. Sailor. Yes. Cowboy. Yeah. It is the shoes of cowboy. Yeah. Four. Scientist. Very good. Five. Người bồi bàn. Phải là waiter đúng không cô? Yeah, waiter. King. King, easy, right? Queen. Queen. Musician. Yeah, musician. Chắc là ai nhỉ? Treasure. No. Chào cờ. Người hay giơ tay chào cờ ấy, đi đánh trận ấy. Là gì nhỉ? Lính. Người lính là gì nhỉ? Người lính là soldier. Soldier. Giờ cần nhìn lại activity 1 nhé. Hey, you see? Yeah. Feature app. So dear. So dear. Actor. Yeah, actor. Now you will look and read words and number. Thế là mình sẽ đọc cho cô các từ này trước nào. Lần lượt. Saturday. 3:30. The winter. December. Tuesday. The afternoon, August 25th. Yes, sorry. Đây là ngày tháng, mình sẽ dùng số thứ tự chứ không phải là số đếm. Okay. 1,000
995. Ok, mình có thể đọc như thế hoặc là có một cách đọc dễ hơn đó, mình chia đôi hai số này ra. Cách đọc 5 ấy, mình sẽ chia đôi hai số 1, đọc hai số 1 thì mình sẽ đọc là gì? 1995. Yes, mình sẽ đọc như thế nhá. Ok. Light. Ok. Now you choose words to fill in the three boxes. Okay. Theo cái quy tắc vừa rồi mà mình đã chọn đúng không? Bây giờ mình sẽ chọn nút câu cái nào là on, in and at thì có sự quy định nhá. Yeah. One, two, three. On the three nhá, mình sẽ đánh số trên các từ này. Okay. Ở trên Saturday is an example, là ví dụ nó là cột nào gì nhỉ? Số 3, 3. Đọc cho cô giới từ cộng với danh từ đấy luôn à? On cộng thứ. Không, đọc luôn từ ví dụ như là on Saturday. On Saturday. Ok, tiếp theo. In 3:30. Yes. One, right? Yeah. Yeah, in at In the winter. Yes, you want. On December. No. Tháng vẫn là gì chứ nhỉ? À, in December. In, yes. Ví dụ như vừa nãy là gì? In June, right? Yeah. On Tuesday. Yes. Thứ là on the week. In the afternoon. Yes, in buổi. Hình như cái buổi này hình như là mỗi cái buổi. À đúng rồi. Yeah. Buổi in the morning đúng không? Yeah. In the afternoon. Yeah. On August 25th. The, nhớ là đọc cho cô the nhá, trước ngày mình có the. The 25th. Yeah. The 25th. Okay. Đó là on. In 1995. Very good. At night. Yes. Hình như là có mỗi từ này là nó khác với các từ buổi kia nhỉ cô nhỉ? Yes, bởi vì sao night, at night tức là ban đêm. Yeah. Còn các buổi ví dụ như là buổi tối chẳng hạn thì vẫn là in the evening. Yeah. Okay, can you tell me what have we studied today? We studied today, we practiced about listening and speaking. About vocabulary, từ vựng chủ đề gì nhỉ? Vocabulary is job. Yeah. About grammar. Grammar, we practiced about preposition. Preposition. Yeah. Preposition in on at. Yeah, in on at. Okay, so let's do your homework and remember to learn about the preposition. Nhớ kỹ cho cô các quy tắc. Yeah. Thank you teachers. Goodbye teachers. Bye bye. Thank you.